Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Girl MC Channel. Song Hye Kyo tự nhận mình là người cô độc sau những cuộc tình đổ vỡ. Song Hye Kyo tự rút ra được điều đau xót rằng cô là người cô độc sau những cuộc tình đổ vỡ. Song Hye Kyo, một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, một ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Sự nghiệp chưa từng thất bại nhưng tình duyên của Song Hye Kyo lại vô cùng lận đận. Đến nay, Song Hye Kyo đã trải qua 3 mối tình khắc cốt ghi tâm. Điểm dừng chân đau đớn nhất mà cô phải đón nhận là cuộc ly hôn với Song Jong Ki. Trải qua những mất mát, thất bại trong tình yêu, nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời tự rút ra một điều mà khiến người nghe vô cùng thương xót cho cô. Theo đó, tại buổi phỏng vấn với chương trình Drinking Interview, Song Hye Kyo tự nhận mình là người cô độc khi trải qua những mối tình nghiệt ngã. Nữ diễn viên nhận mình cô độc như một người mẹ và 6 chú chó. Chỉ vì tôi là người nổi tiếng, nó bỗng trở thành chủ đề nóng. Và tôi rất buồn khi thấy những chuyện tình cảm của mình trở thành chủ đề bàn tán. Dù Song Hye Kyo có mạnh mẽ như thế nào, nhưng cô vẫn là một người phụ nữ, vẫn yếu đuối, vẫn mong manh cần được một điểm tựa. Vượt lên trên nỗi buồn sau những mối tình đau đớn ấy, Song Hye Kyo ngày một mạnh mẽ hơn. Thời gian đã trôi qua và tôi không còn buồn bán nữa. Sau khi ly hôn với Song Jong Ki, Song Hye Kyo vẫn tự tin xuất hiện trước truyền thông, vẫn xinh đẹp rạng người khi tham gia các sự kiện. Sóng gió hôn nhân không thể vùi dập một người con gái đã từng trải qua nhiều nỗi đau. Không chỉ là bản thân nếm trái đắng, mùi vị của hôn nhân mà còn khi còn nhỏ, Song Hye Kyo cũng đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay. Những mất mát, thiệt thòi khi không được sống trong một mái nhà đầy đủ tình yêu thương phần nào đã ảnh hưởng không nhỏ đến nữ diễn viên Song Hye Kyo.